Ok, thì mình sẽ giải thích cái sơ đồ này ha. Cái sơ đồ hôm qua đầu á, do cái máy tính mình không có thu âm được thì mình sẽ giải thích cái sơ đồ về một cái CB ba pha ha, CB ba pha cấp nguồn tương đương như vậy nào, một cái CB ba pha này ha. Đấy, ở đây thì nó cái nguồn động lực á, nguồn động lực của CB ba pha á, thì nó sẽ đi vào cái bộ bảo vệ mất pha, bộ bảo vệ mất pha, tôi xài bộ đó hoặc là thực tế thì mình hay xài cái bộ này ha, hay xài cái bộ này hơn, hay xài cái mã này hơn nào. CJ3G này, này CX CJ3 này, tại vì mình lấy cái này tại vì nó có cái chân này nè, vẽ dễ hơn. Mình hay lấy con này nhiều hơn, con này thì nó cũng giống nhau hết. Nó sẽ đưa ba pha vào đây, nó so sánh thôi ha, ba pha vào đây với lại đây là động lực này, cái phần này phần động lực nhé, phần động lực này. Ở đây có cái dây mát ở đây nè, này ba pha này, tại vì cái CB này nó chỉ là ba pha thôi, nó không có mát ha, cho nên mát mình sẽ lấy ngoài mình cấp cho con này. Đó, đây là tới cái phần này rồi ha, thì mình giải thích tới cái phần này rồi. Tới cái phần này, cái phần này á, là cái khi mà cái bộ so sánh pha này, bộ bên pha này nè, mà nó ở đây nó đủ pha thì cái tiếp điểm này, hai cặp tiếp điểm này nó sẽ đóng lại ha. Thì mình sẽ chích một dây từ ba pha này, mình chích một dây đi vào cái chân này, chân này là chân cấp nguồn điều khiển đó. Đấy ha, mình sẽ lấy nguồn từ bảo vệ mất pha rồi đi vào cái chân cặp tiếp điểm này của bảo vệ mất pha này ha. Khi có đủ pha thì cặp này đóng lại, khi mất pha thì cặp này hở ra. Đấy, để làm khi mà hở pha thì thằng này nó mất nguồn luôn ha. Đấy, thì cái nguồn điều khiển nó đi vào đây. Đó, đáng lẽ ở đây nó có thêm một cái CB tép nữa nhưng mà mình vẽ rút gọn như vậy ha. Còn nếu mà chúng ta đấu thì chúng ta nên đấu thêm một cái cầu chì hoặc CB tép vào đây nữa. Đấy, cho nó nối tiếp thôi, nối tiếp được bảo vệ mặt ha. Đấy, từ đây nó sẽ đi vào con này luôn. Thì cái khởi ứng từ này, đây là con khởi ứng từ ha, nếu một con khởi ứng từ như vậy. Đó, thì cái hai cái chân này, một cái chân này mình lấy mát đây rồi ha, chân này mình lấy mát ba pha động lực thì mình sẽ đi vào đây ha. Ba pha động lực nó đi vào ba cái chân này, này. Đây, từ bảo vệ mất pha đi ba cái chân này, ba chân này, rồi từ tiếp điểm điều khiển của bảo vệ mất pha nó sẽ đi vào đây 9596 nè, đi vào cặp này nè bên hông này ha. Chứ đây nè 9596 nè, đi vào cặp này thì tương đương trên cái hình này nó sẽ đi vào đây 9596 này ha. Đó. Đấy, thì khi bình thường thì thằng này đóng ha. Bình thường này đóng rồi, từ đây á, từ đây mình đi lên cái thằng này, là một cái công tắc ba vị trí này, ba vị trí thì từng loại, cái loại này á, thì nó sẽ lấy từ đây qua đây là chung nè, từ đây qua đây là một cặp rồi. Đây nè ha. Đây với đây là một cặp, đây với đây là một cặp ha. Đấy, thì mình sẽ lấy cái nguồn chung, nguồn chung mình đi vào đây rồi mình sẽ cầu qua đây ha. Thì đây là nguồn chung nè, nguồn chung ở đây mình có hai chế độ, một chế độ chạy tay và một chế độ chạy qua bộ điều khiển này ha. Chạy tay là khi mình sẽ lấy cái chân này nè, đây là chung nè, chân này sau công tắc ba vị trí là vị trí thứ nhất nè, vị trí ở giữa là tắt, vị trí thứ nhất là mình sẽ đi cấp nguồn cho cái con này ha. Thì ở chế độ chạy tay mà, thì khi mà mình bật qua đây mát nó có đây rồi, khi mà mình bật qua đây nữa thì nó sẽ đi từ đây, từ đây, từ đây, từ đây, từ đây, từ đây qua đây ha, cấp nguồn cho bộ này, cấp nguồn cho này. Tại vì ở đây công tắc ba vị trí cho nên ở đây mình không cần tới con relay cắt mặt, vì nếu mà thường thì sẽ đấu thêm cái relay để tắt cái mặt này ra, nhưng mà cái ngõ ra này ngõ ra relay này. Còn cái vị trí chạy chạy tự động á, chạy tự động thì mình sẽ lấy cái này ra, mình sẽ cấp nguồn cho chết ra cái máy tính. Mình sẽ lấy cái này ra, một chân mình cấp cho chế độ tay rồi đúng không, tại cái vị trí công tắc ba vị trí này, chân này cấp cho chế độ chạy tay nè, chân này mình sẽ đi vào đây ha. Cấp nguồn cho cái bộ điều khiển này, chân 12 này ha. Cấp nguồn cho bộ điều khiển, bộ điều khiển sẽ lấy nguồn từ đây nè, nguồn của bộ điều khiển là dây mát mình đấu ở đây chân 11 rồi, chân 12 thì nó sẽ đấu cho bộ điều khiển đây này, bộ phọc này, bộ phọc này ha, này, phọc này. Đó thì cái chân chân 12 này, chân 12 với chân 11 mình cấp nguồn đây. Đây đó. Chân 12 đây, à, mình cấp nguồn vào chân 12 này.
cấp 11 mình chắc cấp nguồn cho nó à. Rồi chân chân ở đây mình sẽ lấy một cái chân điều khiển là chân 10 với chân 9 là cái cặp tiếp điểm điều khiển. Và khi cái thằng bộ này được cấp nguồn đúng không? Khi mà đủ đạt đến cái nhiệt độ á thì nó sẽ đóng thông từ cái chân 9 qua chân 10 à. Chân 9 qua chân 10. Đây. Thì thay vì thì mình sẽ cấp tiếp cho cái chân A2 này ha. Ở đây là mình lấy cái chân chung nè, lấy cái chân điều khiển ở đây nè, chân số 9 nè. Nguồn điều khiển mình lấy ở chân số 9 ha. Đấy. Rồi, cái tiếp cặp tiếp điểm mình sẽ đi từ đây. Ha. Thay vì mình nối xuống đây á thì mình nối vào cái vị trí này luôn, vị trí này, tại vì vị trí này nó cũng đi về khởi nè. Thấy không? Cái đường cấp nguồn của khởi nè. Sẽ đi từ đây. Đó, cho nên là anh em thắc mắc tại sao mình cầu ở đây thì trên một cái đoạn dây á thì mình sẽ đấu ở đây luôn, trụng tại đây hoặc là mình trụng ở đây cũng được ha. Đấy. Đó, thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Con này là con cảm biến rồi, sensor rồi ha. Đấy. Ha. Đây nè. Thì hai chế độ mà, chế độ thứ nhất á, chế độ giữa là tắt, chế độ thứ nhất là chạy tay thì mình bật nè. Khi mình bật qua bên đây thì có điện từ đây nè, đi qua đây ha, thì nó đóng thông, con này hút. Chế độ chạy tự động á, thì mình sẽ bật qua đây, thì con fork này nó có nguồn nè, thì từ đây nó sẽ cấp nguồn cho con fork, fork này có nguồn cảm biến nó so sánh, đủ nhiệt độ thì nó, cái chân 9 với chân 10 nó sẽ đóng thông qua cho nhau, đóng thông cho nhau thì nó lại cấp điện từ đây lên đây, về đây ha. Cấp cho con khởi này hút ha. Để mình giải thích thì hôm sau mình sẽ đấu cho anh em cái mặt này ha, đấu cho anh em có bộ này nó sẽ đấu cho anh em, nhưng mà tại vì mình quay điện thoại mà mình có một tay á, cho nên là mình đấu dây nó khó quá, mình ít khi mà đấu thực tế á, ha. Đấy ha. Thì mình sẽ vẽ mình giải thích như vậy cho nó dễ hình dung hơn ha. Dễ hình dung hơn. Đấy là cứ như vậy thôi ha. Anh em thắc mắc cái khúc này thôi, thắc mắc cái khúc này đúng không? Không, anh em không hiểu khúc này. Đấy. Khúc này thì mình thường tất cả các mặt của mình á, mình xài công tắc ba vị trí, mình ít khi xài nút on off lắm, on off nó hơi bị phí, mất thời gian. Tại vì chúng ta trường hợp chạy tay là chạy cưỡng bức thôi, bức bằng tay thôi. Đấy. Để phòng khi cái bộ điều khiển này hư, mình muốn bật tay lúc nào mình bật. Cho nên là mình bật qua là mình bật lại, chứ mình ít khi mà mình xài cái nút mà nhấn on off ha, thì để tùy cái yêu cầu, nhưng mà mình sẽ rút gọn như vậy để chúng ta dễ làm. Bên kia nó cứ hát karaoke lớn cho nên là mình quay ok như vậy nhé ha. Vậy.